Ok cả nhà, tóm tắt lại tập trước thì Grab Su Xí Sọt đã có được đơn hàng đầu tiên. Úi xời, cùng là Grab với nhau mà Grab Emmy lại chả có người nào đặt đơn hết trơn á. Ta phải khịa một tí cho vui đã. Leo leo leo, chả có ai đặt đơn hết trơn á. Ở đó bị hít khói xe của chị đi nha. Úi xời, được có một đơn hàng mà đã tỏ vẻ như thế à. Chị đây không cần nhá, đường dài mới biết ngựa hay. Cờ bạc hơn nhau về cuối, để xem rồi ai cười ai nào. Xích, nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Người gì đâu mà đen thui nhục than ấy. Ai bắt xe ôm không? Xe ôm công nghệ em đây. Chú ơi, đi xe ôm với chú ơi. Cô ơi, đi xe ôm với cô ơi. Sau một hồi cạnh khuyến nhau, cô xe ôm Su Xí Sọn đang trên đường để giao hàng. Không biết á, là cái cục hàng này có đến được địa chỉ cần giao nữa. Tại vì tôi thấy á, cái cô xe ôm này cái chân nó ngắn quá đi. Mẹ đi, cái xe nó to quá. Cái cục hàng thì nó to hơn cái cô xe ôm công nghệ này luôn. Thì còn đáng lo lắng mà. Ui, hình như là cô xe ôm công nghệ này bị lạc đường rồi hay sao đó cả nhà. Tôi thấy nghi ngờ lắm đó. Tại vì á, lái xe mà không nhìn đằng trước, cứ nhìn trái nhìn phải. Mà cô xe ôm này cổ lùn quá đi. Cái chân nó ngắn có một khúc à. Thì làm sao mà giao hàng được. Cũng cái hãng mà đáng là tin cậy không con? Hay là nó lấy tiền mất rồi chết á? Thì con cũng đang lo như mẹ á. Bình thường Grab người ta đi là giờ này về rồi á, mà sao Grab nói mà chưa thấy về nữa? Có khi nào mẹ nó giao Grab đây, nó giao hàng nó lấy tiền mình đi luôn mẹ. Vậy mẹ thấy cái hàng của Grab giùm nó lẹ quá, người cũng lẹ nữa. Tôi đưa Grab đi nữa thì cũng lẹ. Người mình lùn chút xíu à. Mày Grab này mà đi ô tô cả nhà đúng không? Có khi nó lấy tiền mình, nó lấy hai chục mấy nó đi sao ta? Chết rồi, mà giỡn nó nghe. Bán lời buôn lời bao nhiêu đâu mà mới đầu năm được tháng. Thiệt đó chứ. Đến nơi rồi cả nhà ơi. Nhìn Su Di xe này cả nhà. Úi giời, điều nghề. Các bạn nghe không vậy ta? Ra nhận hàng nào. Cô xinh đẹp ơi, cho Su giao hàng với. Đơn hàng chỉ đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cho Su làm thủ tục với. Làm xong thủ tục rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình cầm tiền rồi mình đi về nha. Đúng là việc gì cũng đến tay của Su hết trơn á. Mà cái gì đến tay của Su á thì Su cũng làm nhanh chóng trong một lúc nhạc. Bây giờ thì Su về đưa tiền cho người bán nha. Ê mẹ, hình như cô Grab về. Cô Grab nó về kìa mẹ. Ô đang về kìa, cô cho chạy xuống. Ê mẹ, cô Grab về mẹ ơi. Su đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi cô điện gái ơi. Ngồi lên đây coi. Đây, cởi mũ ra. Cả nhà, trời ơi, cô Grab đây công nhận nha, công ty mới mở cả nhà, làm ăn được ghê á. Công nhận, mới mở nên cạnh tranh nó khác. Đi tận nơi về tận cho chúng cháu luôn. Nhưng mà tiền đâu? Mọi người hết sức bình tĩnh đi, từ từ đi xuống sẽ đưa tiền cho. Tiền đâu đó, tiền đâu có. Từ từ mà. Không phải nói từ từ. Cô Grab đây kêu từ từ. Thôi, cô Grab tiền đâu? Xuống để tiền ở trong bụng á. Tiền túi đâu, lấy ra. Lấy ra, tiền túi đâu, cả nhà mà dùm coi. Lấy mình lấy rồi coi. Giống trong cái bụng mọi người. À đây. Đây đây cả nhà, tiền nè. Chú che cái con Grab đây cũng được ghê chứ. Cũng che cũng lấy đúng tiền ghê cả nhà. Con chơi giỏi dữ nè. Con trả tiền thưởng 3 cho cổ, thưởng cho cổ luôn à. Dạ. Vậy thì tiền Grab nãy giờ chở á. Là nói chung là thưởng cho cổ cũng tờ này luôn đi. Dữ vậy hả? Thôi kể đầu năm. Rồi coi như vậy, đầu năm nói chung là cũng mở hàng, cũng ly xì cho cô Grab này. Đó, cũng chúc là cô Grab này trong năm đây là làm là mở được một cái công ty chi nhánh, 2-3 chi nhánh nữa nha cả nhà. Đây, tiền bỏ vô phục lại đi. Được thôi, cho cô đi làm tiếp đi. Mọi người ơi, Grab mình chở là 30.000, mà đây là 3.500 luôn. Rồi. Tiền Grab luôn á. Rồi, đi cô Grab. Đi về đi. Đi làm tiếp đi. Rồi, đi làm tiếp đi. Thôi, chạy vô. Cái gì vậy? Tại chân tôi ngắn quá, mấy người cửa gì mà cười hoài vậy? Bộ chưa thấy ai chân ngắn như vậy bao giờ hả? Nhưng mà thôi, bây giờ tạm biệt nha. Chúc con gần hết đi thượng lộ bên em làm tiếp nha. Tôi đó, lá con mắt chưa?
về đi giao hàng cho người ta, thì cho người ta té. Đã gói xong rồi. Mẹ. Ui da, mệt quá mẹ ơi. Chứ đi đâu mà nấu nóng vậy con? Con giao chị với người ta đi. Con mới chạy xuống dưới chỗ bưu điện á, là để con coi thử là bưu điện họ còn nhận gửi hàng không. Hôm nay cuối tuần mà. Đó thì mấy cô bưu điện nói là vẫn còn nhưng mà sắp nghỉ rồi. À dạ hả? Dạ. Đây đây, con ái đi dán rồi ghi tên đi, ghi tên chuyển cho cái cô đó vô. Dạ. Con ghi tên vô đi con. Đây mẹ. Cái đây là máy gì ta? Cái đây là máy gì? Cái này là máy may. Máy may. Rồi, số điện thoại con là được rồi. Đó thì đây nha cả nhà. Nhà mình á là đang soạn hàng, soạn đơn để gửi cho các cô khách ở các huyện, các tỉnh đó. Thì nhà mình bán máy may này cả nhà, rất là nhiều máy luôn. Đó, máy may gia đình nè. Rồi đây là máy cuốn biên này cả nhà. Đó, máy cuốn biên nè. Đó, là nói chung là máy nhà mình á là một ngày đi rất là nhiều đơn luôn. Nên mình phải tranh thủ mình làm cho kịp. Nhưng mà nhưng mà con gọi cái hãng cái Grab về bữa trước á, cái cô nhân viên nó phục vụ tốt mà, gửi đảm bảo hàng cái cô khách nó một đó. Cái cô mà mặc cái đồ áo màu xanh đúng không? Thì đúng rồi, cái hãng gì vừa rồi con gọi mà chỉ cái hàng gì đi đó. Dạ rồi con nhớ rồi, nhưng mà mẹ, ở mình á hiện tại là có thêm một cái hãng nữa, là cái hãng mặc đồ cam, gọi là hãng Eme gì đó, là cái hãng đó đang cạnh tranh rất là gắt gao với cái hãng Grab màu xanh của cái cô gì xung xí sọ qua đó. Đó thì mẹ biết có cái hãng nào mà thật tốt để cho đến khách hàng là được tốt nhé. Dạ vậy thì cả nhà hôm nay á là mình sẽ đặt một cái cuốc xe của cái cô hãng Eme để xem thử là cái hãng Eme với lại cái hãng Grab, hai cái hãng này á, hãng nào phục vụ tốt hơn. Đó, giá thành hãng nào phải chăng hơn. Đó, để mình sau này mình dùng tốt mình sẽ review cho cả nhà, để cả nhà sử dụng. Hãng Eme là hãng nước ngoài luôn hả? Không, hãng của địa phương mình. Dạ hả? Dạ, rồi. Cũng tốt được con. Dạ. Rồi. Alo. Alo, Eme bông xin nghe. Alo. Dạ. Có phải là cái hãng Eme shipper không ạ? À? Đúng rồi, đây là shipper Eme bông bé bỏng. Có việc gì không vậy? Tôi đang muốn gửi một cái đơn hàng đi xuống bưu điện á, để giao cho khách hàng mua máy may nhà tôi á. Ui, quý khách ở đâu vậy? Để bông đến ngay, bông chở hàng cho quý khách nha. À đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì bây giờ anh ghé lấy đi chứ, nhanh thủ cho bưu điện đóng cửa. Ok ok. Quý khách cứ yên tâm, chỉ cần 30 giây thôi là bông sẽ đến nhà quý khách và rút quý khách đi luôn. Ý lộn, rút cục hàng đi luôn. 30 giây có hả? Trời ơi, sao nhanh dữ. Dạ rồi, ok ok ok. Đúng là thời buổi cạnh tranh nên công nhận họ phục vụ tốt ghê hả con? Dạ. Trời ơi cả nhà, cái hãng Grab ngày hôm qua á là 1 phút có mặt, còn cái hãng Eme đây 30 giây cả nhà. Kinh khủng ghê chưa? Nhưng mà sao mày thấy cái tên lạ ghê nha. Dạ thì vậy, người ta đặt cái hãng, những cái hãng tên lạ người ta mới cạnh tranh được với nhau chứ. Let's go. Đi thôi bà con ơi. Cô bác chánh đường cho bông bé bỏng đi giao hàng nào. Nước sôi nước sôi. Chánh đường cho bông bé bỏng đây. Cho bông hỏi, ở đây có người muốn giao hàng đúng mà. Shipper Eme bông bé bỏng đã sẵn sàng phục vụ quý khách rồi. Cô ơi, con đến nhận hàng nè cô ơi. Cái hãng này đúng không con? Dạ cái hãng Eme tới mẹ ơi. Chú, cái hãng gì mà nó lẹ vậy, nhân viên cũng lẹ dữ hết ta. Đây nè mẹ, cái hãng mày mặc cái đồ màu đỏ đỏ nè, con nói mẹ đó. À nè, Eme nè. Eme nè cả nhà. Trời ơi. Cái hãng gì mà nó hoành tráng mà nó đầu tư. Đó, con nói rồi, cái hãng đang 30 giây là có mặt liền. Đúng giờ ghê luôn cả nhà. Cái cục hàng đo với cái ông qua tài xế thử. Con để ôm mới được không? Ôm vô. Được. Ok thì nói chung là bây giờ á là trời cũng đang mưa. Nhưng mà thôi bây giờ chắc là cái hãng này vận chuyển được á mẹ. Thôi bây giờ mình bưng ra mình gói hàng cho hãng này đi. Đúng rồi, mày thấy cái người là lẹ hơn người trước luôn á. Dạ. Đi cô Eme. Chờ cô bông bé bỏng với. Chân của cô bông bé bỏng hơi bị ngắn cho nên đi không có được nhanh đâu. Eme ra đây. Mời cô Eme lên xe. Cô Eme. Quý khách có thể ẩm cô Eme lên xe được không ạ? Tại cô Eme lùng quá không có lên được. Cả nhà thì hiện tại á, hôm qua á là cái đơn hàng mình gửi đi không có mưa. Nhưng mà hôm nay sao mà trời nó mưa quá cả nhà. Nhưng mà cái cô Eme đây công nhận nha, mưa mà cô vẫn chịu khó chịu đi làm ghê á. Thì thôi, bây giờ cái đơn hàng á là tôi để đây. Đây rồi, cô ngồi xếp qua bên. Rồi đó.
Rồi. Thôi, ok, bây giờ là mình sẽ để cho cái cô em e đây đi giao giùm mình cái đơn hàng này nha. Chú cha mẹ ơi, giao đơn hàng mà trời nó mưa tầm tã dữ dằn như không biết nữa à. Cảm ơn em. Dạ không có gì ạ. Sao Bông biết bỏng đi?